TikTok đã cập nhật tính năng mới. Từ đây khi chúng ta nhắn tin trên TikTok sẽ gửi được ảnh, gửi được video luôn. Các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết thì cùng làm với mình ha. Rồi, hiện tại thì mình đang chia sẻ cho tất cả các bạn trên điện thoại Android. Nên bây giờ mình sẽ vào cửa hàng Play nghe các bạn. Rồi, các bạn cập nhật TikTok của mình lên ha. Như các bạn đang thấy là cái chữ mở đây nè, là mình đã cập nhật rồi. Nếu mà các bạn chưa cập nhật, nó sẽ hiện cái chữ cập nhật. Bạn nhấn vào cập nhật là được. Rồi, nếu bạn nào sử dụng iPhone thì vào App Store để cập nhật lên phiên bản mới nhất của mình nghe các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở TikTok lên nè. Đó, các bạn chọn vào chỗ hộp thư nè. Rồi chọn một cuộc trò chuyện bất kỳ ha. Ở góc tay trái các bạn thấy một cái máy ảnh nè. Ở đây các bạn có thể quay video hoặc là có thể chụp ảnh luôn nghe các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn quay trở lại ha. Rồi, ở phía bên tay phải các bạn có một cái ô vuông. Đây là những cái video có sẵn, những cái ảnh có sẵn. Đó, các bạn chọn vào ảnh vật liệu video, các bạn gửi cho người mà bạn muốn gửi ha. Rất là đơn giản luôn nghe các bạn. Nếu bạn nào chưa cập nhật thì hãy cập nhật để thử tính năng này ha. Phạm Tâm chia sẻ hết mình, nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.